Các bác, hôm nay phải nói là một ngày mưa suốt từ sáng giờ nhá. Đấy, em lên cho có một cái bộ dàn hôm nay nhá. Hôm nay bác làm gọi là chưa xem được cái video này đấy, hay là bác làm mà chưa đăng ký kênh thì phải nói là tiếc đứt ruột đấy. À đây đấy, bác làm mà chưa đăng ký kênh thì vào đăng ký hộ em kênh nhá. Đây đấy, để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm mà đang có khuyến mại tốt như thế này và với một cái mức giá gần như là chưa bao giờ có đấy. Thì các bác sẽ vào cái phần YouTube này cho em này. Đấy, đây, các bác vào cái này nhá. Thế này thì chắc là bác nào cũng biết rồi. Đấy, thì các bác vào phần YouTube, sau đó các bác nếu bác nào mà đã đăng ký kênh em rồi thì có thể bỏ qua phần này. Còn bác nào chưa đăng ký thì đây, có thể là vào phần này. Sau đó các bác sẽ nhập này, Nguyên Vũ Audio. Đây, đây chính là nhà em nhá. Đấy, và nhà em là có cái biểu tượng là logo màu đỏ các bác nhá. Đấy, Nguyên Vũ nhà em là phải có biểu tượng logo màu đỏ nhà mới là Nguyên Vũ nhà em nhá. Đây, Nguyên Vũ Audio. Đấy, Nguyên Vũ Audio và có biểu tượng chữ V màu đỏ. Đó, thì đấy chính là kênh em. Thì các bác sẽ nhấn vào đây và các bác ấn vào đăng ký kênh, sau đó mình nhớ ấn thêm hình quả chuông để làm gì? Để khi có những cái video nó hot như thế này, có những cái video nó khuyến mại sốc như thế này thì các bác có thể nhận được ngay và các bác có thể alo luôn cho em mà không phải đợi ngày mai ngày kia các bác mới gọi thì hàng đã đi mất rồi. Thì đấy là các bác lại bỏ lỡ qua một cái cơ hội tốt cho mình. Đúng không ạ? Dạ vâng. Hôm nay em sẽ làm combo cho các bác một cái bộ Ken Wood ở đây. Với cái bộ này thì bình thường các bác đã phải bỏ ra một mức giá đó là 2 triệu 1 triệu 290 nghìn. Đấy, các bác đã phải bỏ ra giá là 1 triệu 290 nghìn. Mà giá này là chỉ có bộ dàn này không, tức là gì? Có một công suất và gồm hai loa. Đấy, nhưng hôm nay trời mưa gió em xả sốc cho các bác và khuyến mại đặc biệt cho các bác nhá. Với một cái mức giá chỉ 1 triệu 290 nghìn, tức là vẫn cái giá nguyên này, các bác được tặng thêm một đôi dép trị giá 390 nghìn. Đây, chính là cái thế này đấy. Và các bác được tặng kèm thêm cái cặp chân này đấy. Bình thường 390.000 các bạn là các bác cũng chỉ có cái cặp tay này thôi chứ không có chân đấy. Nhưng nguyên ngày hôm nay, tức là chỉ một ngày hôm nay thôi và một cái bộ này thôi, là các bác được tặng thêm một cặp tay 390.000 cộng thêm cặp chân này nữa. Đó, đó chính là cái niềm vui nhân đôi. Bình thường thì nhà em tức là chỉ khuyến mại cho các bác là ví dụ một cái dây AV cái thứ thôi, nhưng mà hôm nay mưa gió thôi em gọi là làm cái video thứ nhất là vừa là trên khách hàng nhà em là các bác ủng hộ suốt những thời gian qua. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nó là lâu lâu thì nhà em cũng sẽ có thể là gần cuối tuần đấy thì nhà em là sẽ có những cái video gọi là xả một bộ và khuyến mại sốc đấy, để cho các bác gọi là có cơ hội trải nghiệm về những cái đồ hàng của Nhật này đấy, để biết được là hàng Nhật nó hay hơn so với cả cái hàng loa vi tính như thế nào đấy. Tép của Nhật nó chất lượng hơn so với cả tép của những cái dòng hàng trôi nổi trên thị trường nó như thế nào. Đấy, thì cái này các bác phải trải nghiệm, phải nghe thì các bác mới biết được cái độ chất lượng của nó. À, nhiều bác thì sẽ nghĩ là với cái mức giá đấy thì anh chỉ cần thêm được khoảng 1 triệu, 2 triệu là anh có những bộ dàn nó mới tinh, đẹp hơn. Vâng, 1 triệu, 2 triệu, thậm chí cả 3 triệu. Các bác ra ngoài kia thì nó sẽ có rất là nhiều dòng loa vi tính. Nhưng mà cái này thì là em nói về mặt khách hàng nhé, tức là rất là nhiều khách hàng nhé đến tại cửa hàng rồi và chia sẻ nhé. Cái này không phải cá nhân em nhé. Đấy, cá nhân em có rồi nhưng em không chia sẻ cá nhân, bởi vì là cá nhân thì cái này là nó khó nói lắm. Còn đây là cái đánh giá chung của khách hàng thì là đến em và đã nói rằng là thậm chí có những bộ còn hơn cả nhà em tặng khoảng 2-3 triệu nhưng chưa chắc đã ăn được những bộ dàn của hàng của Nhật này. Đấy là dàn loa vi tính đấy. Có những bộ các bác bảo là anh mua bộ 4 triệu rưỡi mà nghe chỉ được khoảng năm, thậm chí có những bác bảo là anh nghe được 4 5 tháng là nghe nó cứ bị rão, kiểu rão gân rão mát ra ấy. Đấy, mới đầu thì nghe nó có tiếng súp và thì nghe nó còn đỡ đỡ tí, xong càng hay nghe nó càng chán. Thì đấy là một số chia sẻ của khách hàng đấy. Thì đây là cái nhận xét của khách hàng là giá nó là như vậy đấy. Với cái mức giá này thì những cái dòng này nó sẽ nứt được cả những cái bộ mà kiểu vênh lên mà nó tầm khoảng 1 triệu 2 triệu các bác nhá. Đấy, các bác có nghe thử đi, các bác phải nghe thử thì mới biết được, chứ còn nghe nói rồi mình chưa đi cảm nhận thực tế thì thực sự là nó khó lắm đấy. Còn những cái dòng này thì khách hàng nhà em trải nghiệm rất là nhiều rồi đấy, không phải đơn giản mà nhiều khách hàng người ta đặt hàng và người ta chốt là như vậy đâu các bạn, nó phải có lý do, chắc chắn nó phải hay thì người ta mới mua đúng không ạ? Đấy, các bác xem cái lượng hàng nhà em test trên video và cái lượng hàng nhà em qua liền các bác biết đấy, khách nhà em gần như là chốt là mầm luôn rồi. Đi vào vấn đề chính thì đây là bộ dàn Kenwood của Ma, đây là SK3MD đấy. Dòng này thì các bác có thể kết nối thêm được cả với cả máy tính này, điện thoại này, đây. Đấy, như em là cả máy tính đây. Còn ngoài ra thì các bác có thể kết nối thêm được cả smartphone. Đấy, máy tính và smartphone thông qua cái đầu 3.5 này, còn đầu AV.
Ở đây thì nó có thêm một cổng swap out này, bác nào mà cần thêm tiếng trầm nhá thì cắm thêm vào đây. Đấy. Công suất của máy đạt 60W. Đấy. Điện là 100V thì cái này các bác cũng phải hết sức lưu ý. Ở đây là hàng nội địa của Nhật nên là điện sử dụng phải là điện 100V. Công suất của loa là tổng là 60, trở kháng từng trước là 6 ohm. Tép có công suất là 25 và trở kháng là 5.5. Đấy, dòng tép này thì các bác không lạ rồi đúng không ạ? Tép của Onkyo với cái chất tép sáng và từ kép đỉnh đẳng cấp. Nói chung là dòng tép này thì không phải nghĩ rồi các bạn. Đấy, quan trọng là các bác có chịu đầu tư hay không thôi. Chứ còn nói về chất âm thì em không phải tả. Bởi vì em test quá nhiều cặp này rồi, cái dòng tép này rồi. 390.000 này. Test quá nhiều cho các bác rồi. Về kích thước tổng thể thì tổng thể cả bộ dàn này thì nếu như em đang kê đây, cục cách loa nó khoảng là 2 phân thì các bác có thể kê như này hoặc có thể đưa cục cách loa 1 phân hoặc 1 phân rưỡi tùy theo cảm ứng của các bác kê làm sao cho đẹp. Còn nếu mà với cách kê như em đang bố trí đây thì chiều rộng của cả bộ dàn nó sẽ đạt khoảng 54, cao nó sẽ là 27 là em tính chiều cao nhất là của cục, và sâu là 32.5 tính kịch volume, tức là tính từ volume từ đáy luôn 32. Với bộ dàn này thì em cũng gọi là bán phần chính như các bác là kết nối với cả smartphone cũng như là máy tính. Đấy, còn các chức năng như CD, MD, cassette này thì về các bác tự kiểm tra, tự test và em cũng không bao chạy ba cái này. Đấy. Về cấu hình thì các bác nhìn nó đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Màn mắc xanh, màn cái màng mát màu xanh và tép này. Đấy. Nhìn tổng thể của nó phải nói là đẳng cấp, kê những cái dòng này mà vào phòng khách thì quá đẹp. Rồi, nói hay không bằng thực tế đúng không ạ? Phải nghe thử thì biết được. Đấy, bác nào mà thích thỉnh. Rồi, sau đây em sẽ đi vào phần chất âm để mời các bác nghe thử. Các bác nào mà muốn thỉnh chất bát chất tép của nó thì đeo tai nghe cho em nhá. Các bác đeo tai nghe vào thì các bác sẽ cảm nhận được chất bát chất tép của nó rất là chuẩn. Ok, sau đây em sẽ lên bản nhạc các bác nghe thử.
Dạ vâng. Khi kết hợp thêm với đôi tép này thì cái gọi là cái tiếng lời của nó nhân gấp mấy lần lên các bạn nhá, và tiếng nghe nó sướng lắm. Nghe những kiểu nhạc như này thì em thật các bác mà mưa gió này ngồi nghe thì chắc từ sáng đến tối mất. Đấy, em thì em cũng muốn mở thêm các bác nghe thêm khoảng vài tiếng nữa, nhưng mà cái thời lượng video thì nó dài quá, các bác xem thì nó đến lúc mà chốt hàng thì xem nó không được kỹ hết. Đấy, hình thức thì em cũng quay qua rồi, các bác nhìn đây. Đấy, các bác nhìn qua đây nhá. Đây. Đấy, nó đẹp lắm, hàng tuyệt vời. Đấy, so mặt bằng chung của hàng bãi thì đây là một sản phẩm gọi là hàng xuất sắc đấy. Tự đặt trên hàng bãi mà nói nhá thì nó là hàng xuất sắc. Đấy, còn những con về nó còn em thật các bác có lở nước các kiểu luôn. Đây, thành vách này. Cực kỳ xịn luôn. Đấy. Con này có cứ cây phòng khách cho em, đẹp tuyệt vời. Đấy, mà giá có bao nhiêu ạ? Có 1.290.000 là đã tặng thêm cả tép rồi, cả trần, quá xịn luôn các bác. Em thật các bác có đi từ Bắc vào Nam cũng khó kiếm được những cái bộ dàn mà làm mà nó lại có cái khuyến mại sốc như thế này. Không có đâu các bác nhá, không có đâu ạ. Đấy thì tranh thủ thì alo luôn cho em trong ngày hôm nay. Đấy thì từ giờ đến chiều khoảng 6 giờ thì bác làm mà chốt xong thì là em sẽ gửi hàng luôn. Đấy còn nếu mà bác làm mà chốt sau 6 giờ hôm nay thì lại phải sang chiều mai mới gửi hàng được. Đấy, sáng mai gửi sớm. Đấy. Thì bác nào chốt thì em sẽ gửi hàng luôn trong ngày hôm nay nhá. Số nữa thì em để tiêu đề quá nhá. Bác nào có quên được chưa kịp ghi thì có thể nhìn trên phần tiêu đề nhá. Vâng. Nhà em thì ở cách bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng mấy trăm mét thôi. Đấy, ở số 57 đường Nguyễn Hoàng. Đấy, thì bác nào có thể qua trực tiếp cả cũng được. Vâng. Em xin chào các bác.